Chào cả nhà. Ở đây mình có mấy con chim cút đó các bạn. Thì để tránh mất thời gian á, mình đã làm sạch sẽ hết rồi các bạn ơi. Thì mình ướp trong này một miếng dầu hào với tiêu, với bột ngọt, với nước tương. Chút nữa chiên bơ các bạn ơi. Cút chiên bơ, chim cút chiên bơ. Giờ mình ướp cho nó thấm gia vị đi, khoảng nửa giờ rồi mình đi chiên. Cái này mình cũng làm sẵn hết rồi cho nó tránh mất thời gian đó. Làm cho sạch trước rồi. Cút mập quá trời luôn. Cái này mình cũng đừng có ướp mặn quá, ướp dừa nhạt nhạt thôi. Chút nữa mình thích thì mình có thể chấm muối tiêu chanh mình ăn, mình chấm thêm nước tương gì đó mình chấm. Chứ đừng có làm mặn quá, cái nó ăn mất cái độ ngọt của nó. Rồi giờ mình để, mình lấy cái nắp mình đậy lại, rồi mình đậy lại rồi để vô trong ngăn mát tủ lạnh đó. Khoảng nửa giờ mình đem ra mình chiên nha các bạn. Rồi các bạn ơi, giờ mình bắt đầu mình chiên cút đó các bạn. Để chờ cái bơ nó tan chút. Ở đây là cút nãy giờ mình đậy nắp á, mình đút vô trong tủ mát đó các bạn, ngăn mát tủ lạnh đó. Để cho thịt phẩm của mình nó được tươi ngon đó ha. Giờ mình lấy ra để mình chờ cái bơ này nó. Nó tan rồi đó. Mình làm cút chiên bơ đó các bạn. Giờ mình trộn lên cái cho nó đều đi ha. Mình để tủ mát nãy giờ rồi, bây giờ rồi. Để tủ mát thì mình sợ nó hôi cái mùi mình ướp này, gia vị rồi nè. Nó hôi trong tủ, mình phải lấy cái nắp mình đậy lại đó cho nó cẩn thận đó các bạn. Ha. Rồi giờ mình để cốt vô mình chiên. Có 4 cần. Này mình ướp lạc xèo rồi, không có mặn các bạn ơi. Để chút mình chấm thêm muối tiêu chanh hay là mình chấm nước tương mình ăn gì đó thì tùy mình ha. Muối ớt gì đó thì tùy. Rồi các bạn ơi, thơm bơ quá các bạn ơi. Cái này mình mới cho một chút điều màu vô đó. Thì sẵn ở nhà mình có mình cho vô. Còn nếu mà các bạn không có sẵn thì thôi cũng khỏi phải cho làm chi ha. Tại mình quay video đó rồi mình sẵn cũng có nhà cũng có điều màu này nọ sẵn á. Thì mình để vô cho ta thơm quá chừng thơm luôn. Mình lấy cái kéo á, mình cắt ra rồi nè. Cắt cái con này ra làm đôi nè. Cắt ra rồi đó cho nó dễ chiên đó, nó tại vì nó nguyên miếng đó, nó cứ sình bùng bùng lên hoài khó chiên lắm. Cắt ra vậy dễ chiên hơn. Ha, có một chút màu đều vô thấy nó đẹp mắt ha, mà không có cũng không sao. Tại quan trọng chất lượng là mình ăn ở đây thôi. Mình ướp đồ ngon thơm thôi. Thơm bơ quá chừng luôn đó cả nhà. À các bạn ơi, cái món mà chim cút chiên bơ của mình đã thực hiện xong rồi đó các bạn. Thơm quá cả nhà ơi. Ha. Mình ở dưới dĩa mình có lót cải salad rẫy nè các bạn, rồi cà chua nữa ha. Để ăn kèm ha, các bạn thích ăn không vậy ăn, còn thí dụ chấm nước tương gì đó hay chấm muối tiêu chanh gì đó thì tùy các bạn. Cái này mình ướp nhạt lắm ha, hồi nãy mình cũng có chia sẻ rồi đó. Thơm quá cả nhà ơi. Nhìn hấp dẫn quá, thơm quá. Ở đây mình cũng có trang trí ngò nè các bạn, ngò rí này ha, rồi ớt sắc lát nữa đó. Thì ớt này nếu mà các bạn ăn kèm với ăn còn ăn thì các bạn gấp bỏ ra cái chén nước tương á, các bạn chấm ăn cũng ngon ha. Thơm quá cả nhà ơi, thơm bơ quá. Chim cút chiên bơ, cái món của mình thực hiện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.